Xin chào các bạn. Cuối cùng mình xin hướng dẫn các bạn cái bài 16 về kỹ năng cơ bản phần gọn. Để làm gì thì các bạn bước đầu tiên cũng nhập danh sách. Sau đó các bạn lưu với một cái tên. Bước thứ hai các bạn sẽ soạn một cái văn bản. Và sau khi soạn xong thì các bạn sẽ đi tiến hành mail mở. Cũng giống như bài 15 thì để làm mail mở các bạn vào mail link. Start mail mở và các bạn step by step. Ở bước này các bạn cứ để mặc định và tới bước 3 thì các bạn sẽ trỏ vô cái vị trí mà cái danh sách mình đang chứa. Nãy mình lưu ở đâu thì giờ mình sẽ trỏ tới. Và cứ để mặc định, còn sắp xếp, lọc thì yêu cầu của đề bài nếu có thì các bạn thực hiện, còn không có thì thôi. Các bạn cứ để mặc định mà chọn. Vậy là quá trình kết nối dữ liệu đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ đưa dữ liệu ra ngoài bằng cách insert merge field tương tự nha các bạn. Cái này là từ hệ số nha các bạn. Này nhập hơi nhầm. Từ hệ số lên hệ số và kể từ ngày. Rồi. Và mã số gì? Đây là mã ngạch. Ở đây là tên ngạch. Các bạn xóa chỉnh lại. Rồi, nếu mà cái dữ liệu các bạn đã cảm thấy dữ liệu mình nó hài lòng rồi thì cái bước cuối cùng các bạn chỉ là xuất danh sách. Thì các bạn có thể hai dạng, nhắc lại là các bạn có thể xem cái dạng kết quả hay là dạng tiêu đề. Và ở đây là các bạn có thể di chuyển để xem. Khi qua cái phần mê mật nâng cao thì chúng ta sẽ xây dựng thêm một số cái điều kiện. Và cuối cùng thì các bạn chỉ việc là mê mật cái danh sách này ra. Thì cũng như cái bài trước thì đây có 3 phần: thay đổi, in trực tiếp và gửi mail. Thì chúng ta sẽ xem trước. Tới phần này cũng 3 phần là tất cả và cái bản ghi hiện hành và một khoản. Ok. Thì đây là cái sản phẩm cuối cùng của chúng ta. Thì xong thì các bạn lưu lại với tên là bài 16 sản phẩm. Và đây là cái file gốc, file nguồn và một file danh sách. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn trọn bộ Word cơ bản. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.